Xin được mến chào quý con và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vườn Ươm nhà em nhé. Em là Cường Cây Giống, chuyên giới thiệu các cái dòng cây gỗ quý hiếm, cây dược liệu cũng như là cây công trình. Ngày hôm nay thì Vườn Ươm nhà em xin giới thiệu đến quý con một cái dòng cây gỗ quý hiếm thuộc nhóm 1A trong bảng xếp hạng gỗ Việt Nam. Đó chính là cây gõ đỏ ở xung quanh em đây nhé. Những cây gõ đỏ này thì chúng ta có thể thấy là mới có ở tuổi cây khoảng tháng thứ 3, thứ 4 thôi. Nhưng mà cái thân cây thì rất là thẳng nhá. Đấy, và cái cây đặc biệt cây gỗ đỏ này từ 3 cho đến 4 hôm không tưới thì cây vẫn tươi. Đấy, cho thấy là cái cây gỗ đỏ này có cái sức chịu hạn cực kỳ lớn. Và chúng ta có thể trồng ở những cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt được. Đấy. Với còn các bạn thường thì trồng những cái cây gỗ nó khoảng ngắn ngày hoặc là cây ăn quả đúng không ạ? Tuy nhiên thì có thể nó cũng sẽ không đạt hiệu quả kinh tế cao lắm khi mà rất là nhiều người trồng. Đấy, chúng ta cứ tạo một cái vòng lặp, cái cây nào nó đắt tiền thì cây ăn quả đắt tiền, hoặc cây lấy gỗ ngắn ngày mà nó được giá thì chúng ta trồng, trồng xong thì một cái thời gian ngắn sau thì chúng ta lại phải bỏ đi, bởi vì nó không đạt cái hiệu quả kinh tế như mình mong muốn. Thì chúng ta có thể tham khảo một trong những cái dòng cây gỗ quý hiếm và mang cái giá trị kinh tế cao cũng như là bền vững. Đấy, những cây giống gỗ quý hiếm như này, Vườn Ươm nhà em thì rất là nhiều cây gỗ quý hiếm nhá. Đấy, hôm nay thì vườn em sẽ giới thiệu cây gỗ đỏ này. Cây gõ này thì chúng ta có thể thu hoạch được từ sau khoảng 10 cho đến 15 năm. Đấy, do là cái cây gỗ quý hiếm các con ạ. Đấy, có thể là chúng ta sẽ để lâu khoảng vài chục năm cho đến hàng trăm năm. Thì càng để lâu, cái cây gỗ quý nó sẽ càng giá trị. Đấy, chúng ta trồng những cây gỗ quý hiếm này nhá, thì chỉ mất cái thời gian trồng và chăm sóc ban đầu thôi. Khi mà cây đạt cái chiều cao khoảng 2 đến 3 mét thì thông thường nếu trồng dày thì những cái cây cỏ bên dưới nó sẽ không mọc được. Do đó là cứ để cho cây theo thời gian phát triển và tạo giá trị kinh tế thôi, chúng ta cũng không phải chăm sóc cũng như trồng nom nhiều. Đấy. Khi mà chọn lựa một cái giống cây để hướng đi đường dài và coi như một cái tài sản tích lũy thì chúng ta có thể lựa chọn những cái dòng cây gỗ quý hiếm cũng như là có thể lựa chọn tham khảo cái cây gỗ đỏ này nhá. Mời quý con và các bạn cùng theo dõi cụ thể cái cây gỗ đỏ này để tìm hiểu xem là có phù hợp với chúng ta không. Đây là cận cảnh những cái cây giống gỗ đỏ này các bạn. Đấy. Cây này thì khi trồng ra nó rất là thẳng và đẹp nhé, hầu như là sẽ không phải rong. Cây gỗ đỏ này thì được phân bố một số nước Đông Nam Á như là Lào, Campuchia, Thái Lan và ở Việt Nam. Ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta có thể bắt gặp được cái cây gỗ đỏ này rộng từ Bắc vào Nam luôn. Đấy. Gỗ đỏ thì là một cái dòng gỗ quý hiếm như em vừa nhắc ở đầu video nhé. Đó là một cái dòng cây gỗ thuộc nhóm 1 đấy ạ. Được liệt vào cái danh sách đỏ Việt Nam. Cây gỗ đỏ này thì nó ở ngoài tự nhiên thì nó cũng khá là to. Tuy nhiên thì cũng bị khai thác và chặt phá nhiều. Thực ra là cũng còn ít thôi. Đấy, và những đồ gỗ đỏ bây giờ đa số là chúng ta nhập khẩu từ nước bạn Lào. Ở Việt Nam còn khá ít là cây gỗ đỏ. Để phân biệt cái cây gỗ đỏ này thì chúng ta sẽ nhìn vào phiến lá nhé. Đấy. Lá của gỗ đỏ thì là cái lá kép lông chim chẵn. Hai cuống lá sẽ mọc đối nhau như này. Đấy, chúng ta đếm tổng số lá sẽ là lá chẵn ở trên mỗi cành lá này nhé. Đấy. Và lá sẽ mọc đối nhau. Thì đây chính là cái cây gỗ đỏ. Vườn Ươm nhà em thì có rất là nhiều cái cây gỗ đỏ này ở các cái tuổi cây khác nhau và bán với giá thành rẻ thôi, giá trực tiếp tại Vườn Ươm, không qua môi giới, không qua trung chuyển. Đấy, chúng ta đang phân vân không biết lựa chọn trồng cái giống cây gì để mang lại cái giá trị kinh tế cao cũng như là bền vững thì có thể tham khảo cái cây gỗ đỏ này để trồng vào vườn nhà mình, tạo một cái dòng cây, tạo một cái tài sản tích lũy cho lâu dài cũng như là để có thể để lại cho hậu thế một cái tài sản lớn. Thì chúng ta có thể lựa chọn những cái cây gỗ quý hiếm cũng như là lựa chọn những cây gỗ đỏ này nhé. Đấy, mọi chi tiết tham khảo thì quý con các bạn liên hệ với Vườn Ươm nhà em theo số điện thoại ở dưới video. Xin cảm ơn quý con đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.